Sao bạn Nhật xin chào các bác nha. Lâu lắm hôm nay mới về cái dòng máy rửa bát Nessener. Nessener toàn bộ thân vỏ inox các bác này. 60SS5. Đây là cái mẫu mà một năm về trước em bán cực nhiều luôn. Đấy, giá thành thì năm nay nó siêu rẻ các bác ơi, rẻ như cho luôn ạ. Đấy, một con máy các bác nhìn toàn bộ thân vỏ bằng inox này. Đấy, cái mẫu này các bác nhá. Vỏ inox gọi là bền mãi với thời gian luôn ạ, gần như không có gì để hỏng. Yeah, cực bền đẹp các bác nhá. Mặt kính trong các bác có thể nhìn được luôn khi máy rửa này. Đấy. Yeah. Máy có tính năng báo thời gian đếm ngược rửa, các chế độ rửa tiêu chuẩn, thời gian sấy, có chế độ giữ khô bát đũa này các bác nhá. Giữ khô bát đũa luôn. Đấy, thời gian sấy 30 phút, 40 phút này. Đấy, cực đẹp luôn. Đấy, toàn bộ các bác nhìn nhé, nước nóng bỏng luôn, nghi ngút. Dòng chỉ này, đây, con này, Nessener nhưng mà rất mới luôn. Thực ra bản chất những cái máy này bên Nhật họ cũng chỉ dùng đôi năm, ba năm các bác. Bây giờ lâu nó mới về Việt Nam thôi. Chứ còn nó không dùng đến bây giờ đâu ạ. Chứ nên chất máy còn rất là mới các bác nhé. Toàn bộ thân ruột, inox hết này. Con này còn thêm cả cái giá phụ đây. Hai dàn phun ở đây. Đấy. Các giá này các bác xếp được rất là nhiều bác. Cái khoảng cách từ cái tầng trên tới tầng dưới này nó rất là xa của bọn Nessener nhé. Đấy, cho nên mình có thể xếp được những cái lũa dài khoảng 20-25 phân đây thoải mái luôn. Các cái giá này tất cả bằng inox hết, từ cả đời trước mà. Hôm nay con này quá đẹp luôn. Hai tay phun đây, cứ rằng chỉ như mới. Đây. Đây, giá trước này em bán là 1.900.000 các bác nhé. 1.900.000 bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển. Con nào muốn bảo hành 5 năm, à 3 năm thì thêm 500.000, 2.400.000 bảo hành 3 năm nhé. Còn giá 1.900.000 bảo hành 1 năm. Bạn đang có nhu cầu một con máy rửa bát VIP ngon bổ rẻ, bạn lôi nhá, chào các bạn.